Chào bạn, hôm nay mình xin nói về mạch tích phân. Thì trong mạch tích phân gồm có 3 loại: tích phân tròn, tích phân nhiều, tích phân đảo. Và trong các mạch này chúng ta tìm hiểu về năng lượng thực tại. Đầu tiên là chúng ta tìm hiểu về tích phân đảo. Thì như vậy trong cái mạch này ta thấy này, đây, công thức này là thế này: đầu vào nó pin chạy cho đến C. À đúng rồi, trong trong sách bị sai rồi ạ. Chạy về in chạy đến R, chạy đến tụ C rồi mới ra về out, chạy đến trong điều là chạy chạy qua chạy như thế này. Chạy như thế này. Cái này đảo là R được gắn với cửa đảo B, cửa thuận nối với đất. Đấy. Đây là công thức của nó. Công thức của nó. Công thức của tích phân đảo là bằng U ra thì sẽ bằng trừ 1 trên RC nhân cho tích phân của V vào DT. Trong này có T này. Thì chúng ta thử chứng minh công thức này xem. Chứng minh kiểu gì nào. Đầu tiên chúng ta nhớ lại bài lúc trước. Đây. Bài lúc trước đó là bài khuất đại đạo. Thì khuất đại đạo nó cũng gắn với cửa đảo đấy. UD trong hình vẽ này, UD chính là độ chênh lệch giữa cửa thuận cửa đảo. Trong đó mình ký hiệu là UB là UH chứ. UH là độ chênh lệch giữa cửa thuận cửa đảo. Đấy. Rõ ràng là chúng ta thấy được điều này. Thấy điều này. Và chúng ta nhớ luôn điều tích phân thì luôn luôn thay cái RN này chính là bằng C, chính bằng cái tụ. Đây là R và đây là tụ, đây là bộ khuất đại thuật toán. Đấy. Bây giờ để chúng mình công thức là các nhà sử chiều dòng điện như hình vẽ, chạy qua R1, chạy đến điểm N, chạy đến RN, rồi ra U ra. RN, R1, bây giờ chúng ta sửa lại nhé. R1, đến N, điểm N, đến tụ C, rồi đến U ra, đúng rồi. Cái này là một quy ước, cái này là một quy ước. Ta giả sử UB bằng 0. Cũng không còn giả sử nữa, nối đất là coi như bằng 0 rồi. UB bằng 0. Thì ta coi khuất đại thuật toán là lý tưởng. Vì cái UH hay VH nó rất là nhỏ. Nó còn bằng 0. Cho nên UH bằng 0. Khi UH bằng 0 thì UH bằng VB trừ cho VN bằng 0. Hay nói một cách khác, UB nó bằng UN bằng 0. Đây, từ công thức này ta suy ra cái này. Từ cái này. Đây, ta suy ra cái này. Mà UR1, đây UR1 đây, UR1 chính là bằng độ chênh lệch giữa U vào và điểm độ chênh lệch giữa điểm B của điểm N. Hay nói cách khác, nó chính là UR1 nó sẽ bằng UV trừ cho UN bằng UV trừ cho 0, UN bằng 0 này. Đấy, cho nên U nào UN bằng 0 này. Thì bằng u vào đấy. Mà cho URN, mà URN nó cũng chính là bằng IRN nhân cho RN bằng u vào đấy. Hay nói cách khác, IRN sẽ bằng u vào chia cho RN. Công thức ban nãy RN, RN đây chính là cái gì? URN. Nhầm, cái này mình nhầm. U1 nhân cho I1 nhân cho IR1 nhân cho R1 cộng vào, hay nói cách khác, IR1 chia cho I1. Và từ công thức này ta sẽ suy ra được UR hồi tiếp. Ta suy được cái công thức 1 này. Mà UR hồi tiếp tiếp tục là có UR hồi tiếp bằng UN trừ cho UR hồi tiếp cái này. Đấy.
N rồi cho ura đây. Tuy nhiên ở bài này chúng ta không thể nào nói là do nó có tụ C, cho nên ta phải xét thêm tụ C nữa. Ta xét tụ C. Tụ C ta sẽ có được IC. IC sẽ tính bằng C nhân cho tích phân của BUC trên cho DT. Đấy. Mà UC hay chính là từ đây rồi, cho nên là đây chỗ này là UC sẽ chính bằng V UN trừ cho UN đấy là hiệu đường thế điểm N đấy, UN đấy là hiệu đường thế của điểm N đấy, trừ cho trừ cho UR đấy chính là bằng không trừ UR bằng trừ UR, trừ UR. Mà ta có, mà ta có được gì? Mà IC đây, chính là bằng bằng C nhân cho D của UC trên cho DT, tích phân của UC trên cho DT. Đấy, cho nên ta suy ra được, ta thế vào, ta thế cái UC này vào, ta thế cái UC này, ta thế cái UC này vào cái như này. Nên ta có IC nó sẽ bằng C nhân cho D của trừ U ra. Đấy, đây này, UC là bằng trừ U ra có gì, UC này trừ U ra này. Đấy, đấy trên cho DT. Nó cũng bằng với trừ của C nhân cho D ura trên cho DT. Đấy, thì ta suy được cái công thức 1 và cái công thức số 2 này. Công thức số 2 này và ta tuân theo định luật, tuân theo định luật cái chóp. K1 tại điểm N. Tại sao? Tại vì cái y vào đây với cái dòng y ra đây nó bằng nhau. Mà y vào là của cái R, y ra là của cái tụ C. Nãy mình nói rồi là N đấy chính là đầu tiếp. Và nếu mà muốn tạo thành tích phân đạo thì nó phải thay cái đầu tiếp bằng cái tụ C này. Đấy. Hay nói cách khác nó chính bằng, nếu cái khác nó chính bằng thay vào, vì ta thấy là ta có, ta sẽ có định luật khi mà tin tuân theo định luật ký chót thì y r một nó sẽ bằng y c. Đây y r một bằng y c, hay nó cắt hai vế này, vế này
Bên này, bên chữ V này bằng nhau. Đấy. Hay. UV trên cho trừ 1 sẽ bằng trừ trừ C nhân cho D của ura trên cho dt, trên cho dt ta thay vào này thì từ đó ta sẽ có được thầy tiếp tục tương đương với điều này tương đương với gì? Điều này tương đương với là D ura sẽ chính bằng trừ của u vào trên cho RC nhân cho DT. Đấy. Nếu mà ta tích phân hai vế đi, đấy, tích phân hai vế lên. Bây giờ ta tích phân hai vế. Làm sao bốc. Thôi kệ, cứ để đây. Tích phân hai vế. Phân hai vế của vế này. Đấy. Thì ta sẽ được là ura nó sẽ bằng tích phân của em tích phân của ở đây không 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 có cần, các bạn hãy nhớ vậy, trừ cho u vào trên cho rc đấy. DT. Và chính cái biểu thức này nó bằng với cũng chính nó bằng với là khi ta tính cái công thức này nè thì nó sẽ bằng với trừ 1 RC bên ngoài ấy. Bên ngoài nó bằng trừ 1 trên cho RC nhân cho u vào đấy DT. Không có cần nha các bạn nhớ, không 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 cần nha. Đấy. Ta đã có công thức và ta có một điều nhận xét gì nào. Nhận xét u và u ra nó sẽ tỷ lệ tích phân với u vào. Và đây là mặt tạo tích phân. Từ đó ta suy ra được đây là chính là cái mặt tạo tích phân.
tạo hàng cho phong. Rồi ta trở lại bài với mặt tích phân tổng. Đây là có công thức rồi, đâu có còn đâu, trừ một RC đấy, nhân cho V in DT đấy. Đây đây, về in chính là UV đấy, u vào đấy, cái phần tổng, cái phần tổng có điều gì nào, rồi một là hai nó song song và tiếp tục nối với cửa đảo, cái C này, cái tổng này được nối với R1 và B nó được nối với một con chi biến trợ. Chúng ta có thể thay đổi điều kiện trợ, thay đổi chiếc áp của nó, thay đổi điện áp đặt vào. Người ta cũng tương tự, ta tính được cái công thức này. Trừ 1 trên C nhân cho V, nhân cho U vào 1 chia R1, U vào cộng U vào R2 chia R2 cộng cho nó chấm U vào N chia R N DT. Đấy, ta dựa vào cái này ta tính được công thức. Bây giờ ta bắt đầu tính này. Đấy, bây giờ ta có cái được cái mặt cái phân tổng rồi. Bây giờ ta dùng nguyên tắc xếp chồng, ta tiếp tục dùng nguyên tắc xếp chồng để tính cái bài toán này. Tiếp tục dùng nguyên tắc xếp chồng để tính bài toán này thì ta sẽ có U vào nó sẽ bằng trừ của 1 trên C nguyên tụ đấy nhân cho tích phân của V V vào chia R1 cộng V2 chia R2. Đấy, tương tự như bài toán này các bạn suy ra và tự tìm tự làm đấy. Chỗ nào có cần hay không có cần gì đấy thì mình vẫn để cần để cho các bạn như cái phút giây ban nãy mình để cần để cho các bạn thấy rõ ràng là cái mặt này nó không có cần, không hề có cần. Chính vì vậy thay đổi tí đối không có cần nha. Ban nãy mà phút ban nãy mình đã nói rồi, mình đã làm một cái tích phân có cần để trống rồi, nhân cho U vào 1 trên cho R1 cộng với U vào 2 trên cho U2 trên cho R2. Đấy, tiếp tục cộng với chấm năm năm chấm và nó cộng với U vào N trên cho RN DT. Đấy, vậy mình có lưu ý gì công thức này, có điều gì đặc biệt ở công thức này? Đấy, trước tiên điều đặc biệt là có trừ trừ 1 trên C và nó là tổng, nó là tích phân tổng nên nó bằng tổng. Hiệu điện thế của hiệu điện thế vào của cái cửa nào đấy, của cái cửa A thì chia cho cái R A này, đấy. Cửa B thì chia cho R B và nó trong trường hợp nó bằng nhau, trong trường hợp R 1 R 2 R 3 nó bằng nhau thì nó tiếp tục quay lại nó nhân với công thức ban đầu đấy, nó tiếp tục nhân với công thức tương tự của công thức ban nãy, công thức của phân tổng này. Đây, đâu mất rồi. Ban nãy mình có nói đấy. À không, mình xóa mất rồi.
Thì khi mà R1 bằng R2 bằng ngon ấy thì nó sẽ nó để tiếp tục bằng tổng giữa cái này, chứ mà R1, R2, R3 bằng nhau ấy thì nó sẽ V, nó sẽ bằng V out nhân cho V out sẽ bằng trừ 1 RC nhân cho tích phân của 1 trên R nhân mở ngoặc V in 1 cộng V in 2 cộng V in chấm 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 cộng V in N DT. Đây ghi cụ thể ra cho các bạn thấy. Trừ 1 RC nhân cho nhân cho đấy bên ngoài nó chính là 1 trên cho R đấy nhân vào và sẽ được được cái điều này. Đây, mình sẽ ra thành số 1 nha. Đấy, đấy. Khi ra 1 và 2 bằng nhau là như vậy. Trở về công thức này. Tiếp theo đến cái dạng thứ ba của dạng tích phân, đó là tích phân hiệu. Phân hiệu cái dạng tích phân hiệu thì dạng này thì R1 nó được nối với tích phân hiệu với tích phân trừ đấy. Đây, R1 nó nối với cửa đảo, R2 nó nối với cửa thuận, nó nối với tích phân trừ là cái loại tích phân mà nó vừa có ở nút vừa có được pin được đưa vào hai hai đầu cửa thuận và cửa đảo. Cửa thuận cửa đảo ta xét công thức này, ta tiếp tục xét cái dạng toán này để sao cho nó ra công thức. Đây. Đấy. Thì ta dùng ta xét lần lượt từng nút. Với dạng toán này ta phải xét từng lần lượt từng nút. Ta xét lần lượt từng nút. Thì cái nút N, ta xét nút N trước. Nút N nó sẽ bằng V in 1 trừ cho để cụ thể không mình làm bài nha, tuy nó hơi chậm nhưng mà đây giúp các bạn chắc hơn. Đây đây sẽ bằng u vào 1 trừ cho u quỷ bên n rồi trên cho R1. Cộng với ta cộng với cái gì? Ta cộng với CN này. CN chính là cái gì? CN chính là đây, CN đây. Chính là giá trị của cái tụ điểm này. Độ chênh lệch thế của cái điện trở R1 trên cho R1 đấy, cộng với CN nhân cho D của tích phân của nó u ra trừ cho u n là đây, điểm N đây, và u n của nó
chính là hiệu điện thế cực của đảo. Đấy. Ở dưới ta tiếp tục DT. Và giá tiền của cái này là nó bằng không. Tại sao nó bằng không? Tại vì theo định luật của chốt ấy thì dòng điện vào và dòng điện ra bằng nhau. Cái này là dòng điện vào này, giá tiền này là dòng điện vào này, cái dòng điện ra này. Đấy. Nó chạy như sau, cái quy trình chạy sau, nó chạy sẽ chạy qua V1, khi mà hiệu điện thế vào chạy qua R1 rồi chạy đến tụ rồi chạy đến VA. Cái đây chính là giá trị của IR1, đây là giá trị của IN, cộng lại là không. Đây. Tiếp theo chúng ta xét xét với nút B. Lúc bây giờ nút B cái gì điều gì đặc biệt được? Nút B ta tiếp tục dùng cái công thức ban nãy. Đây. Là U vào 1 trừ cho UB trên cho R2 sẽ trừ cho CB, hiệu thế cộng CB này đấy, nhân cho D của về UB trên cho DT. Bằng không thì từ 1 và 2 này ta sẽ suy ra được ta lấy vì sao, vì là con này ta cũng là giả thiết là giả thiết, ta cho giả thiết nó chạy nguyên vẻ đấy thì VN bằng VB đấy, sẽ cho VB bằng không đấy, VN bằng VB đấy thì UN nó chính bằng hiệu ứng thế là của Thuận sẽ bằng hiệu ứng thế là của Đảo đấy, hay nói cách khác là tương đương được với R1 nhân cho CN R1 nhân CN bằng R2 nhân với CD. CB rồi nó bằng với tiếp tục bằng với RC. Yeah, công thức còn phải chứng minh. Đây, cái phân tử trừ đây mặt cái phân hiệu đấy, mặt cái phân hiệu đấy theo mặt trừ đấy, khi mà ta giải ra để ta tiếp tục giải bài toán này, tiếp tục giải bài toán này tích phân hai vế rồi này đó, thì ta sẽ suy ra được v V out sẽ bằng A nhân cho V in 2 trừ cho V in 1. V out sẽ bằng A trong đó là cái một trên C rồi là C. Cũng là kết thúc bài mặt tích phân ở đây.